Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cả nhà, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang ở xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay là em sẽ quay giới thiệu cho cả nhà mình xem một miếng đất vườn. Thì hiện tại trong đất là đang trồng sao luôn nha. Và tổng diện tích miếng đất là khoảng 514 m vuông. Trong đó hiện tại là đất cây lâu năm và chủ kêu giá là 500 triệu nha. Giá cả là mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ luôn ha. Thì trước tiên á nha, đường vô trong đất của mình hiện tại là chỉ đường xe máy thôi chứ ô tô sẽ không đi được nha Nhưng mà từ vị trí đất của mình Nếu như mà cả nhà đi theo trục đường này Mình đi tầm khoảng 500m thôi Là sẽ ra tới đường Lộ Nhựa Đó là đường huyện Lộ 35 Rẽ phải là mình sẽ đi về Vĩnh Kim Rẽ trái là mình sẽ đi về Cầu Long Hưng nè Đi về chợ Sòi Hộp Ngay chỗ mà giáp ranh của thành phố Mỹ Tho luôn ha Rồi đó là một hướng nha còn cái hướng ngược lại ở bên đây thì trung bình mà mình đi cũng tầm khoảng 400 mét thôi là cả nhà sẽ đụng đường lộ nhựa luôn nha. Đó, mình thì đường xe máy thôi. Rồi thì miếng đất mà hôm nay em muốn quay giới thiệu cho cả nhà mình á chính là cái miếng đất ở bên đây nè. Thì tổng diện tích là khoảng 514 mét vuông, trong đó mặt tiền bề ngang là khoảng 9 m. 9 m là cả nhà sẽ được tính từ ngay vị trí cái phần mà giáp ranh với hàng xóm ngay chỗ cái hàng rào lưới B40 này nè. Cả nhà mình sẽ đo ngược qua bên đây luôn. Đây có cái cây trụ màu trắng Bề ngang là 9m chiều sâu vô hết đất luôn thì trung bình là tầm khoảng 56m và đất sẽ nở hậu nhẹ hậu là 9m mốt nha cả nhà mặt tiền là 9m còn hậu là 9m mốt chiều dài trung bình là tầm khoảng 56m ha thì ở trong đất hiện tại là em thấy cũng có trồng một vài cây dừa nè với lại có samu chơi nữa nhưng mà do chủ thì ở Sài Gòn không có ở đây nên là không có thời gian để mà chăm sóc nên là vườn thì cỏ hơi nhiều nè với lại samu chơi thì có những cây nó sẽ không có còn tốt nữa đây như cả nhà mình xem nè nó nó không có còn xum xê nữa ha thì ở đây sẽ thích hợp cho mình có thể về đây xây nhà ở nè hoặc là trồng trọt chăn nuôi nha đó, mấy cây này thì em thấy nó cũng không có còn tốt lắm. Sau này về thì cả nhà mình có thể sang lắp mặt bằng lại và mình trồng những loại cây trái khác là vẫn được luôn ha. Ở đây thì em thấy có duy nhất một cây này là em thấy còn tốt nè, nó xanh tươi luôn và đang cho trái luôn ha. À, ở trong đất thì em thấy cũng có trồng bưởi nè. Rồi có tắc nữa nè Thì em thấy đất ở đây là nước ngọt Cho nên là trồng cây trái rất là tốt Nhưng mà do chủ á, người ta không có thời gian để chăm sóc Cho nên là mới muốn bán cái miếng đất này à, Những cái cây trong đất hiện tại thì nó sẽ không có được tốt Do là không có phân thuốc Thì sau này về á Cả nhà mình có thể vô phân nè Xịt thuốc lại để dưỡng cây lại Hoặc là mình có thể sang lấp mặt bằng Và trồng lại những loại cây ăn trái khác ha Đây À, bên đây là có hàng rào lưới B40 rồi nè nhưng mà chỉ có được một đoạn thôi ở đây thì có được cây sầu riêng nữa nè nhưng mà do không có chăm cho nên nó là nó cũng không có được tốt mấy ha à, ở đây thì có một cây nó tốt hơn nè nó cũng là cây sầu riêng luôn nè À, trong đất thì hiện tại là đã có ranh giới rồi Trong đó thì một bên á, thì hàng rào lưới B40 chỉ đi tới cái đoạn này thôi Còn cái đoạn còn lại là có cắm trụ ranh giới nha Còn cái bên ngược lại thì sẽ có hàng rào lưới B40 tới cuối đất luôn ha à, Trong đất thì hai bên là em thấy sẽ có hai cái ao nhỏ đây bên đây là có một cái ao nhỏ nè ao này thì mình có thể dọn dẹp lại mình bơm nước mới vô và sau đó là mình có thể thả cá xuống mình nuôi là vẫn được luôn ha còn ở bên đây thì cái ao kẹt nó nhỏ hơn này đó ở dưới quê thì người ta hay gọi là cái ao nhỏ cái mương kẹt đó cả nhà đây, đó, cũng nhỏ nhỏ nha nhưng mà mình có thể dọn dẹp và nuôi cá trong đây ha à, ở dưới đây là còn được một góc sầu riêng nữa nè đó, trong đó là hiện tại được ba gốc sầu riêng ha à, ranh giới của mình á, là tới phần à, ngay chỗ mà cái à, mí hàng rào lưới b 40 ở đây nè đây cả nhà xem ở đây là có cái hàng rào lưới b 40 nè đó ranh giới của mình ha thì ở đây là thuộc về xã Long Hưng của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang nha. Đất có là nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng nhưng mà chỉ là đường xe máy thôi. À, ô tô thì sẽ không đi được nhưng mà trung bình á mình cách đường ô tô là từ khoảng 400 đến 500 m nha cả nhà. Thì tổng diện tích là 514 m vuông. trong đó mặt tiền bề ngang là 9 m, chiều dài hết đất là khoảng 56 m và hậu là mét m nha. Chủ kêu giá là 500 triệu chủ đã hạ giá rồi nha thì 500 triệu là còn thương lượng nữa cho nên á nếu mà cả nhà mình có uh, yêu thích miếng đất này thì mình hãy liên hệ cho bên công ty nhà đất quyền trang thái tụi em có thể dẫn cả nhà đi xem sau đó là mình có thể gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá cả luôn ha còn bây giờ thì để em sẽ mở định vị cho cả nhà cùng xem nha trước tiên á thì đất là sẽ được nằm ở hướng tây nha đây đất là nằm ở hướng tây ha Đây cả nhà mình cùng xem nè Thì cái nút màu xanh xanh là cái vị trí em đang đứng ở đất mình Nếu như mà cả nhà đi theo hướng này á Khoảng 400m là sẽ ra tới đường Lộ Nhựa nè Rồi mình đi ra ngoài đường Ấp Dầu ha Còn cái hướng ngược lại này mình đi cũng khoảng 400-500m thôi là sẽ ra tới đường Nguyễn Lộ 35 nè à, Rẽ trái á là mình sẽ đi về cầu Long Hưng nè Đó trường Long Hưng rồi ban Công an của xã Long Hưng luôn Còn mà rẽ phải á là mình sẽ đi về xã Vĩnh Kim nha thì từ cái vị trí đất này mà cả nhà mình đi về tới trường học ủy ban của xã Long Hưng á thì em thấy trung bình đi là tầm khoảng ở đây á, thì em thấy nó có một cái đường gần hơn nó chỉ đi là khoảng 1,3 cây số nè cả nhà đây, 1,3 cây số trung bình 3 phút nha. Tới uh, trường mầm non Long Hưng nè, cầu Long Hưng nè. Bên đây uh, thì có ủy ban nè, có trường trung học cơ sở, có quầy thuốc tây, có trạm y tế và có công an của xã Long Hưng luôn ha. Mình đi chỉ có 1,3 cây số thôi. Thì uh, từ cái vị trí đất này của mình á uh, nếu như mà cả nhà muốn đi chợ á uh, thì uh, mình có thể đi chợ chầm hỏm là mình đi ra ngoài đường huyện lộ 35 xong rồi cả nhà rẽ phải qua bên cầu đó là cầu ông hổ á uh, thì bên đó sẽ có một cái chợ chầm hỏm uh, bán buổi sáng đầy đủ luôn. Còn nếu như mà mình đi chợ lớn á thì mình sẽ đi chợ Vĩnh Kim, chợ Long Hưng hoặc là chợ Sòi Hộp nha. Thì chợ Long Hưng á là sẽ nằm ngay chỗ trường tiểu học Long Hưng luôn, ngay chỗ mà cặp sông Long Định á. Em thấy ở đây á thì đi đánh vòng hơi xa. Em thấy mình đi là khoảng 4 cây số mới tới được chợ Long Hưng nha à nhưng mà ở đây thì em thấy chỉ đi đường vòng là tới 5,1 cây số luôn đây cả nhà xem nè 5,1 cây số ngay chỗ kế bên trường tiểu học Long Hưng là sẽ có một cái chợ ngay chỗ vị trí này nè ha còn không thì mình có thể đi chợ Vĩnh Kim cũng được từ đây mà cả nhà mình đi ra tới chợ Vĩnh Kim đi ha trung bình mà mình đi là khoảng 2,5 cây số nha đây cả nhà mình đi 2,5 cây số, 5 phút là sẽ tới chợ Vĩnh Kim nè. Ở đó là sẽ có chợ giữa Vĩnh Kim nè, rồi chợ trái cây Vĩnh Kim hay là ngân hàng, văn phòng công chứng nè, nhà văn hóa hay là trường học cấp 3 là có đầy đủ luôn. Thì do là ở xã Long Hưng á, sẽ không có trường học cấp 3, chỉ có trường mầm non mẫu giáo cấp 1 cấp 2 thôi. À, cho nên mà cho con em mình đi học trường cấp 3 là mình sẽ phải đi ra ngoài Vĩnh Kim thì từ đây ra đó cũng có 2,5 cây số là khoảng 5 phút thôi nha còn nếu như mà từ vị trí đất này cả nhà mình đi về tới ngay chỗ mà chợ sòi hộp cũng là ngã ba sòi hộp luôn giáp ranh của thành phố mỹ tho trung bình mình đi là 51 cây số nha đây chợ sòi hộp nè 51 cây số mình đi chỉ có 11 phút thôi là sẽ xuống tới chợ sòi hộp nha ở đây thì ngay chỗ ngã ba sòi hộp luôn nè cả nhà giáp ranh của thành phố mỹ tho bên đây là thuộc về châu thành bên đây là thuộc về mỹ tho nè ha còn từ đây á mà mình đi vô trung tâm thành phố mỹ tho luôn ngay chỗ cái đoạn mà khu vinh cơm á để em xem thử nha thì trung bình mà cả nhà mình đi á là tầm khoảng 15 cây số mình đi khoảng nửa tiếng là cả nhà mình sẽ vô tới trung tâm của thành phố mỹ tho luôn đây trung tâm ha nửa tiếng 15 cây số nha. Còn nếu như mà từ vị trí đất này cả nhà mình đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình mình đi là khoảng 66 cây số nha. 1 giờ 33 phút là mình sẽ về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu như mà cả nhà nào quan tâm tới miếng đất này, mình hãy liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Răng Thái, tụi em sẽ dẫn cả nhà đi xem và mình gặp chủ thương lượng về giá cả luôn ha. 514 mét vuông trong đó đất cây lâu năm và giá là 500 triệu hết đất luôn giá cả thương lượng trực tiếp với chủ ha ở đây thì mình sẽ thuận tiện để xây nhà nè hoặc là trồng trọt chăn nuôi ha Điện nước wifi ở khu vực này thì chỉ cần mình vô đây mình ở thôi Mình đăng ký là nhà nước sẽ kéo vô tới chỗ cho mình luôn ha Rồi thì em cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này của em nha